Sinh năm 1940, tuổi thơ cậu bé Nguyễn Đức Thìn gắn với tiếng bom rơi đạn nổ của vùng quê Kinh Bắc. Theo lời bác dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Từ năm 11 tuổi, cậu bé Thìn đã tham gia phong trào cách mạng. Tôi sử dụng cái máy ảnh này từ khi thì tôi là đội viên thiếu niên du kích địch bảng. Tôi mua nó bằng tiền bố mẹ cho mấy chị tôi cho để ăn quà sáng. Tôi còn có cái Africa, tôi lại chơi bài cùng nhau đi hồng binh. Đại khái thôi chứ. Khi mắc bệnh phong, ở vào thời điểm căn bệnh này còn chịu sự kỳ thị của xã hội, thầy giáo Nguyễn Đức Thìn vẫn không tuyệt vọng. Thầy luôn nhớ có một con người có thể giúp thầy tìm được nguồn động viên về tinh thần cho mình. Tôi bỗng nghĩ tới tình thương yêu của Bác Hồ, mà tôi lại nghĩ rằng Bác Hồ thương người bệnh lắm. Bác từng đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Tôi có nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ khoác áo choàng thầy thuốc. Vì vậy tôi đề nghị là bây giờ phải vẽ một cái tranh Bác Hồ. Khi bức tranh được họa sĩ Ngụy Như Thơ hoàn thành, tất cả mọi người cùng đứng ngắm, xúc động lắm. Tôi thì nghĩ có Bác Hồ ở đây làm niềm tin cuộc sống cho tất cả thì sẽ xóa đi sự thành kiến với bệnh phong. Thuở nhỏ, với mơ ước được giống như tấm gương thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở ngôi trường Dục Thanh, khi đã trở thành thầy giáo, được Bác Hồ tặng bức chân dung có chữ ký của Bác. Cho đến nay, bức chân dung này vẫn luôn được thầy Thìn cất giữ trang trọng, bởi với thầy, nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn.